Vâng, đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Tiếp theo video ngày hôm nay, cơ sở xin giới thiệu về bộ ghế cột 12. Trên chất liệu là gỗ gõ đỏ. Và trên này là sản phẩm cơ sở làm theo mẫu bát tiên. Có tiêu chuẩn là trương liền nguyên khối, vách tựa liền, tay nghe liền và mặt ván tràn liền. Vân rất đẹp nhé. Và các cái sản phẩm trước khi đi giao hàng thì luôn luôn là cơ sở sẽ phải cho anh em thợ kiểm tra và căn chỉnh rất là kỹ. Đôi khi một bộ bàn ghế có thể cân chỉnh hết cả ngày, thậm chí là cả 2 ngày mới có thể xong được một bộ. Thế thì cái công tác mình kiểm tra những cái gì thì hôm nay cơ sở sẽ cùng giao lưu và cùng chia sẻ với tất cả cô bác anh chị khán giả nhé. Như cô bác anh chị đang thấy ở đây thì anh em thợ đang kiểm tra lại tất cả những cái ngóc ngách khe kẽ của các cái chi tiết đục chạm để anh em đưa vào thêm những cái lớp lót và lớp bóng để cho cái sản phẩm nó đẹp hơn. Và các cái chi tiết bên trong anh em sẽ, trước khi làm anh em cũng sẽ phải kiểm tra và chà láng lại thật là kỹ đó. Thì đây là những cái chi tiết để mình phải kiểm tra lại trong cái khâu sơn. Còn về thiết kế của cái bàn ghế thì khi mà mình đã đóng lên thì trên một bộ bàn hay là ghế hay là cái đôn, cái băng gì đó thì luôn luôn là có 4 chân. Thì khi mà đóng thì chắc chắn là mình sẽ phải đóng bằng rồi. Nhưng mà trong cái quá trình di chuyển qua lại giữa xưởng mộc và xưởng sơn thì có chắc là những cái chân nó có bằng, còn bằng nhau nữa hay không. Thì trước khi đi giao hàng bên em sẽ lại cho anh em căn chỉnh ở trên cái tấm đá này. Thì cái công tác anh em căn chỉnh thì nó cũng đã xong rồi. Đó, còn bây giờ thì anh em sẽ kiểm tra lại hết tất cả các cái chi tiết sơn. Đó, và đồng thời thì tất cả các cái phần gầm dưới, các cái khe gầm dưới, ví dụ như là dưới cái mặt bàn này chẳng hạn này, hoặc là ở bên dưới của những cái vai đấy, thì cơ sở sẽ đều cho anh em là kiểm tra chà. Đó, thậm chí là đây anh chị còn thấy là còn bụi ở dưới này, đó là cho anh em chà tay thật là láng mịn đó. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái chi tiết như thế này nhiều người thì người ta sẽ không biết, nhiều khách hàng sẽ không biết đâu, và nhiều người làm họ cũng chẳng để ý luôn. Nhưng mà có thể nói rằng là những cái chi tiết cạnh như này nó là những cái chi tiết rất quan trọng, bởi vì trong quá trình mình ngồi thì thông thường cái thói quen của người dùng là sẽ hay sờ vào những cái bản cạnh ở dưới này đó. Thế cho nên là cơ sở sẽ cho anh em chà cho nó sạch sẽ, cho nó láng mịn để tới hồi mà mình xài ấy, thì nó không có bị xước tay đó. Các cái sản phẩm không phải là, đây là những cái chi tiết nhé quý anh chị nhé. Những cái chi tiết này thì thực sự với quý anh chị là cũng chẳng có ai để ý đâu, và cũng không phải là cơ sở sản xuất nào người ta cũng làm, người ta cũng kiểm tra những cái độ kỹ càng như vậy. Nhưng mà cơ sở em thì đều là cho anh em là kiểm tra, cố gắng kiểm tra thật là kỹ, chà cho nó gọn gàng để cái sản phẩm nó, thứ nhất là nó đẹp, và cái thứ hai ấy là nó mình dùng nó sẽ đảm bảo đấy. Và đây là bộ ghế rất là đẹp, khi mà tất cả các cái phần vân mặt ván được cơ sở bên em lựa những tấm vân rất đẹp với các bác nhé. Và quan trọng hơn thì tất cả các cái sản phẩm này cơ sở đều cho anh em làm là sạch hết tất cả ở trên cả dưới, và cho anh em thợ là sơn lót luôn cả dưới gầm với các bác nhé, cả dưới gầm đáy cũng sơn lót luôn đầy đủ luôn. Đó, không có để trơn, không để trống giống như là các cái sản phẩm thông thường. Và sản phẩm này thì có tiêu chuẩn là trương liền khối, cột 12 rất đẹp, và tay nghê nguyên khối kết hợp với bộ mặt ván chèn dày liền hoàn toàn là 3 phần. Giới thiệu với tất cả cô bác anh chị khán giả trong video trước khi cơ sở đi xuất xưởng trong ngày hôm nay. Đó, và công tác thì sẽ cho anh em làm liên tục, chừng nào xong thì thôi. Đó, sản phẩm nó đẹp và nó đạt được cái chất lượng tối đa thì thôi các bác nhé. Và song song những mẫu bát tiên thì đó là những cái sản phẩm có giá trị cao, và cụ thể thì bên em hoàn thiện là 52 triệu cơ. Thế thì nếu như mình muốn mua những mẫu tương tự nhưng mà chất lượng nó phải có ngang ngang, nhưng mà giá thì là phải rẻ hơn khoảng vài lần, thì liệu có không? Thế thì câu trả lời với quý anh chị luôn là có luôn quý anh chị nhé. Đó là mẫu ghế Tứ Linh. Mẫu ghế Tứ Linh, một cái mẫu ghế gọi là mới nhất mà cơ sở bên em ra hàng trên chất liệu gỗ tràm bông vàng lõi. Thì các sản phẩm bên em đã chính thức xong mộc rồi. Mọi người có nhu cầu thì có thể là ghé cơ sở bên em để chọn mua nhé. Thì bên em hoàn thiện cái tiêu chuẩn trên tay rồng, mặt ván chèn 2 phân, có giá là 17 triệu 900. Và trên tiêu chuẩn tay nghê
thì nó sẽ có giá là 19.900. Đó là hai cái phân khúc để cho mọi người có thể lựa chọn. Đó, còn ngoài ra thì trong hàng chèm bung vàng lõi thì bên em vẫn tiếp tục ra các cái phiên bản tay rồng, tay nghê tiêu chuẩn 14 năm và 16 năm để phục vụ cho tất cả các bác, cô bác, anh chị khán giả. Dạ vâng, và như mọi người đã biết về cơ sở em thì tất cả các sản phẩm mà cơ sở bán cho quý anh chị là từ mộc, và chúng ta có thể tới xưởng mua mộc, kiểm tra và ký nhận trước khi sơn để đảm bảo về cái chất lượng và cái giá trị cho cái sản phẩm của mình. Đó, và ngoài các cái sản phẩm như cơ sở vừa quay thì trong xưởng em thì cũng còn nhiều những sản phẩm khác, bao gồm bàn ghế, giường, tủ, salon. Cô bác anh chị có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở bên em để cơ sở sẽ tư vấn cho quý anh chị một cách nhanh nhất và tốt nhất. Đó, các sản phẩm khi cung cấp cho quý anh chị thì cơ sở sẽ đều là miễn phí vận chuyển trong phạm vi 50 cây, và các sản phẩm trong phân khúc gỗ tràm được bảo hành 2 năm, các sản phẩm gỗ gõ được bảo hành trong thời gian là 5 năm. Đó, và đặc biệt chính sách của cơ sở phục vụ quý anh chị khách hàng đó là giao hàng tận nhà. Đó, kiểm tra đúng gỗ, đúng chất lượng mới thanh toán quý anh chị nha. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn mọi người đã cùng theo dõi video ngày hôm nay. Mộc Nam Huy xin chào và hẹn gặp lại nhé.